Phi Nhung, càng bị oan ức tôi lại càng thích, nhưng sửa status 22 lần. Màn xóa đi đăng lại một status đến 22 lần của ca sĩ Phi Nhung hiện đang trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng. Cũng với con số đó, cô chính thức xô đổ kỷ lục sửa status của Vbiz từng thuộc về ca sĩ Minh Quân. Phi Nhung sửa status đến 22 lần. Thời gian gần đây, Phi Nhung là cái tên thường xuyên bị réo gọi trên MSS liên quan đến loạt lùm xùm. Cũng vì vậy mà mọi nhất cử nhất động của cô đều được dân tình soi từng ly từng tí. Chiều 16 tháng 7, nữ ca sĩ đăng tải loạt ảnh về hoạt động làm từ thiện ở Ấn Độ đính kèm dòng trạng thái bày tỏ quan điểm. Hạnh phúc nhất là được làm từ thiện, cho dù ai nói đánh bóng tên tuổi hay nói gì nữa tôi không quan tâm. Hiện tại bây giờ càng làm từ thiện, càng bị oan ức nhưng tôi lại thích. Vì trong trái tim tôi đã có mẹ Quan Âm chứng giám nên tôi không sợ ai nói gì. Sống ngay thẳng thì không gì phải sợ, Phi Nhung viết. Phi Nhung đăng ảnh về hoạt động từ thiện ở Ấn Độ. Tuy nhiên, đáng chú ý là trong loạt ảnh này, có nhiều tấm bị cư dân mạng soi ra việc nữ ca sĩ lẫn những người nhận đồ từ thiện đều không đeo khẩu trang hay giữ khoảng cách an toàn. Trên thực tế, những khoảnh khắc này được chụp trong chuyến hành hương sang Ấn của giọng ca Luật Trời từ năm 2019, lúc dịch bệnh chưa bùng phát. Một số cư dân mạng chưa tìm hiểu kỹ đã vội lên tiếng chê trách nữ ca sĩ về việc không tuân thủ quy định phòng chống dịch. Những hình ảnh không đeo khẩu trang và không giữ khoảng cách an toàn gây chú ý. Nhưng động thái lạ của Phi Nhung sau đó mới khiến nhiều người bàn tán xôn xao. Cụ thể, không biết vì lý do gì, nữ ca sĩ đã sửa đi sửa lại bài đăng này lên tới 22 lần. Những hình ảnh không đeo khẩu trang được Phi Nhung cho, bay màu, hết. Chỉ giữ lại khoảnh khắc trong chuyến từ thiện mới nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người suy đoán, lý do đằng sau hành động của Phi Nhung là vì cô không muốn gây hiểu lầm hay tranh cãi giữa thời điểm dịch bệnh căng thẳng. Song, đó mới chỉ là phán đoán của cư dân mạng, lý do thực sự chỉ có Phi Nhung biết rõ. Phi Nhung đã có 22 lần chỉnh sửa liên quan đến phần hình ảnh trên một bài đăng. Nữ ca sĩ xóa hết hình ảnh không đeo khẩu trang. Phi Nhung, càng bị oan ức tôi lại càng thích. Nhưng sửa status 22 lần. Màn xóa đi đăng lại một status đến 22 lần của ca sĩ Phi Nhung hiện đang trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng. Cũng với con số đó, cô chính thức xô đổ kỷ lục sửa status của Vbiz từng thuộc về ca sĩ Minh Quân. Phi Nhung sửa status đến 22 lần. Thời gian gần đây, Phi Nhung là cái tên thường xuyên bị réo gọi trên MSS liên quan đến loạt lùm xùm. Cũng vì vậy mà mọi nhất cử nhất động của cô đều được dân tình soi từng ly từng tí. Chiều 16 tháng 7, nữ ca sĩ đăng tải loạt ảnh về hoạt động làm từ thiện ở Ấn Độ đính kèm dòng trạng thái bày tỏ quan điểm. Hạnh phúc nhất là được làm từ thiện, cho dù ai nói đánh bóng tên tuổi hay nói gì nữa tôi không quan tâm. Hiện tại bây giờ càng làm từ thiện, càng bị oan ức nhưng tôi lại thích. Vì trong trái tim tôi đã có mẹ Quan Âm chứng giám nên tôi không sợ ai nói gì. Sống ngay thẳng thì không gì phải sợ, Phi Nhung viết. Phi Nhung đăng ảnh về hoạt động từ thiện ở Ấn Độ. Tuy nhiên, đáng chú ý là trong loạt ảnh này, có nhiều tấm bị cư dân mạng soi ra việc nữ ca sĩ lẫn những người nhận đồ từ thiện đều không đeo khẩu trang hay giữ khoảng cách an toàn. Trên thực tế, những khoảnh khắc này được chụp trong chuyến hành hương sang Ấn của giọng ca Luật Trời từ năm 2019, lúc dịch bệnh chưa bùng phát. Một số cư dân mạng chưa tìm hiểu kỹ đã vội lên tiếng chê trách nữ ca sĩ về việc không tuân thủ quy định phòng chống dịch. Những hình ảnh không đeo khẩu trang và không giữ khoảng cách an toàn gây chú ý. Nhưng động thái lạ của Phi Nhung sau đó mới khiến nhiều người bàn tán xôn xao. Cụ thể, không biết vì lý do gì, nữ ca sĩ đã sửa đi sửa lại bài đăng này lên tới 22 lần. Những hình ảnh không đeo khẩu trang được Phi Nhung cho, bay màu, hết. Chỉ giữ lại khoảnh khắc trong chuyến từ thiện mới nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người suy đoán, lý do đằng sau hành động của Phi Nhung là vì cô không muốn gây hiểu lầm hay tranh cãi giữa thời điểm dịch bệnh căng thẳng. Song, đó mới chỉ là phán đoán của cư dân mạng, lý do thực sự chỉ có Phi Nhung biết rõ. Phi Nhung đã có 22 lần chỉnh sửa liên quan đến phần hình ảnh trên một bài đăng. Nữ ca sĩ xóa hết hình ảnh không đeo khẩu trang.